bà dùng chung điệp số bà tự đòi lịch sử tặng ớ cái đôi chi nét đề bàn cho room Tesla cho mùi nâng video chi mê riêng bà nâng khả nông một vị trí International Finance đại dương bàn bằng to bà cho mùi nâng mê riêng tỷ bấy nâng dạy ông International Financial Market nâng đài video chi mê riêng một nốt cái dương bàn thua ca kẹt đơn nì bà tự lờ Ask and bid split percentage or percentage split nâng tự lờ cầm liết nây atra pro pra tình châu nâng lộ trình bid thì các smart bị thả bài mà cứ tình châu ở lộ tình châu thì bị thả bài cứ tình châu as rồi có smart bị thả sell là cứ lộ trình là cứ lộ trình từ lớp rút bay cho bán này bật tay mũi thiếp lên nâng bật tay mũi tiền nó cứ dừng bàn thôi cả kẹt là này rồi đó đây chậm lại bỏ biết cái thật cực chụp hiện rồi thả tác công liệt này cả atra tình châu nâng atra lộ trình nâng ạ và vì bà miền bà màn bà màn phía rồi nó bà màn phía rồi lấy đi cứ ở dương bần to bà dương bần to từ bà bần to từ mê điên phía dưới bà bần to từ mê điên phía dưới tiết cứ chôn đo chùm lệch Interpreting Foreign Exchange Quotations bà nó dương bì ca cầm đoát đầm lấy bà tự lưu ạ tra bà đồ bạc bỏ tê nó tự lưu ca bỏ sái này ạ thần này phòng việc bạc thám đây khâm xa thì mỗi cái niềm pi direct quotations direct quotation cứ đồng lãi này tra đô prạ đổi toàn được cả ca đô prạ đổi toàn nó ca đô prạ đổi toàn nên được ca cầm đoạt đồng lãi này tra đô prạ đổi toàn chỉ từ tới foreign exchange quotation cứ miền bảy và cứ miền bảy thì mỗi cái direct quotation thì pi indirect quotation thì bảy cứ cross rate quotation tra đồ bạc toán à tra đồ bạc đòi bị giáo nên à tra đồ bạc phải đấy thì bởi vì direct quotation của bạn được gọi direct exchange quotation của bạn được gọi buổi tiết indirect exchange quotation của bạn nếu cross rate nó bởi vì rate của bạn này direct exchange rate quotation indirect exchange rate quotation hay cross rate quotation hay là khả năng chấm định này ca cầm đoạt đầm lầy từ lời atra đồ prạ đòi to đòi bị giao ba hơi nâng đòi atra đồ prạ phái cứ nâng miên lùm hạt nếp bật thay em chun khi nâng dương nếp bật thay em chun khi nâng bật to bị chọp tới nếp bật to bị chọp tới cứ dương nâng miên ca độ chân chỉ lùm hạt màu thả thá thua dạng đuổi đách nằm bởi tiên ba nơi phao chùm nâng pí cùng liên nè atra đồ prạ đại cái ơi chúng ta chỉ arbitrate arbitrate cái bộ một không ai thay chỉ đầm lầy mà trả thị cả đầm lầy mà trả thị cả cứ trên đồng lấy này cả tiếng phong trầm đánh pí cùng liên này là tạp đồ bạc mũi tới là tạp đồ bạc mũi tiền này rút bày ở bản mà dư đường miền lũng hạn xâm đạp thử hơi có việc xâm khán và xâm đạp khi dương phòng này ở tên này này direct quotation rồi có direct exchange rate quotation à tạp đồ bạc đổi toán represent the values of a foreign currency in dollars while indirect quotation represent the numbers of units of your foreign currency per dollar. Chẳng các cầm đoạt đồng lãi này là tạp đồ bạc đổi toán cứ bằng hai pi đồng lãi này rút bay ở bàn muối thiết từ nâng nâng khả nông rút bay ở bàn chia lôi đồ là mình này tha ủi thật họ thà lôi khả mai dương thật ta mùi riêng này lôi khả mai dương xa mà nâng bảo mạng đồ là nó mùi riêng này lôi khả mai dương này mà ai cả ta này lùi khả mai dưỡng nó xa mai nâng bảo mạng đồ là rồi có ủ tờ hóa ta mùi bạc này lùi thái là ta xa mai nâng bảo mạng đồ là chẳng là bê đà kê này dây mùi ai cả ta này rút bay dụng bàn nà muối thiệp được mùi nâng lùi đồ là cho nên cao chúng ta chia direct quotation rồi có direct exchange rate quotation ca cầm đặt đồng lấy là tra bộ đồ bạc đồ bạc toàn và khả nạ đài ca cầm đoạt đồng lãi từ lời ạ tra đồ bạc đòi bị giáo bằng hai pi chấm nuôn nay ai cả tá nay rút bay dọc bàn nà muối khăn nóng mùi đồ lạ bình phơi đồ lạ khăn nóng mùi đồ lạ bình ưu thì ho đôi mảnh phải trẻ màu bình ưu thì ho tha mùi đồ lạ mà nâng bảo mạng lùi khám ai rìa dựng lùi khám ai phải dựng KHO phải dựng họ thả mùi đồ lạ mà buôn bọn rìa chắc là bê đa kênh dây bẹp ní cứ vía cứ chia indirect quotation nếu bây đã dược mũi ai cả ta này được là lá thiếp cho mũi nâng rút bây giờ bán xe hình tiền bây giờ họ tha mũi
đô la smart nâng sam sập buồn bàn ủ thì hó nè ủ thì hó mà anh chẳng được biết là kia này dạy bài này cứ vị trí indirect quotation chẳng bị chạy thì dừng làm với percent ba kia này dạy ông pi khnạt mùi ai cả ta này lôi và tên là mũi thiệp cho mùi lôi đô la nâng chia direct quotation thò thả mùi Canada đô la nó lôi khét mùi khét smart nâng bảo man đô la chẳng tới nó có mùi đồng nó lùi Việt Nam mùi đồng smart nâng bảo man đô la chẳng tới nó cứ chi direct quotation tại mới kia này em pi 10 đô la smart bộ phần này đồng 10 đô la smart bộ phần này lùi kẹt lùi Canada đô la nó cứ chi indirect quotation xâm nhập cross rate và dựng nâng lượng ưu tiên họ và chạm và thám nơi trên đoạn xe điện một slide bắt đầu tiết nhé. Note that exchange rate quotation sometimes include IMF special drawing rights SDRs chẳng hạn có trong năm tha cả cầm nó đồng lại ảnh tra đồ bạc nâng phê khác cứ kê ruộng mình cho tăng rút bay dựng ban bỏ IMF chẳng đáng ấy IMF cứ International Monetary Fund mù lịch thị hệ rành vật thổ ảnh rãi chiết đài rút bay dựng ban bỏ IMF lúc kéo chúng ta chia special drawing rights cứ sau cái cứ SDR nó SDR nó SDR rồi có XDR nó XDR XDR của bạn này chẳng khi mình rút bay dự bán được bỏ phát tế nâng là những bộ màu thay chìa rút bay dự bán này sức bị xe nhưng lại bộ màu không ai vì mình sẽ tới những hay là SDR 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 phần sân ba dùm rạp bạch bán đi xâm rạp ngay đi ở mùi SDR cứ việc mà cho mùi nước nhóm bàn độ sẵn này và đi và nhóm bàn độ sẵn bị kẻ tùm bò xe.com và cứ mùi SDR cứ mà nâng mùi chất sai phí sai bày USD nó cứ mà SDR nó cứ đặt ra đồ đạp vào biết cứ mà nâng mùi chất sai phí sai bấy đô la nó phải sân bao dương dây mùi SDR mà bật bật năng đô la chèn nâng cứ chi dương dây tam bếp direct dây tam bếp in sorry dây tam bếp direct quotation nó direct quotation tại bây giờ vậy pi mua đô la smart bằng mạng SDR với bộ kia giờ lôi đô la chỉ cool nó chỉ là chỉ cool chỉ indirect mình nó chỉ indirect quotation mình mà nó chẳng nhập cho làm cái này nè pi nó nè mua chỉ indirect mua chỉ direct quotation và bắt đầu từ tiết the same currency may also use be used by more than one country rút bây giờ bàn đôi cái này ai phong này ai prà là ai trở bàn prà nó bà tê chứ trà nó chiên mùi bà tê rồi họ thằng lùi cái đạp prà đồ la với mà bỏ àm bà mình cứ mà từ đây bình 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 phục lộ và cứ prà trà xâm khán từ lờ ẩm nai này cả này rút bây giờ bàn bà tê nó cứ ai prà bàn mùi tiết trà đồ prà bộ phết mùi tiết cứ cross exchange rate được gọi cross rate này cross rate nó cứ cross exchange rate quotation mà cứ gạt ra đồ bạc phai gạt ra đồ bạc phai cứ biểu hiện apply bị kiện tịch apply bị direct quotation hay nâng indirect quotation reflect the amounts of one foreign currency per unit of another foreign currency vì cứ bằng hai nhầm pí chấm nuôn này được bây giờ bàn muối không mà ai cả ta này được bây giờ bán mùi tiền the values of one unit of currency A in units of currency B chẳng hạn currency B is mà nâng values of currency A in dollar chạy nâng values of currency B in dollar chẳng hạn tha vi miên ạ tra đô prạ này rút bây giờ bán bày đài lôi đô la chỉ cool đó là mua đô la là nhóm ưu tiên họ làm đó làm bày nghĩ ưu tiên họ tha mà ưu thì họ mà ưu thì họ tha ưu thì họ ưu thì họ tha mua đô la mà mua đô la mua USD mà cứ smile gì mua nắng buôn vàng liền ưu thì họ nè KH KHO mua và mua tiền nên từ lơ cross rate nên nhầm đã sẵn cross exchange rate quotation mà quotation và
mũi tiệt và mũi tiết mũi đô la đấy mũi USD mà cứ smile cho mũi nâng ừ thật là chỉ thiếp cho mũi lợi bát cho ừ thật là xàm sập buồn cho nó xàm sập buồn THB cho nó đang trạp đồ bạc ngày này mình đang bảo mà đấy ừ thật là hai gì bạn nâng chẳng nó phải là cái giấy cross đấy cứ miên bà cứ miên rụng bay cho bàn bấy xem cái này đồ lá cái HO là nâng THB nó riêng lưu thì họ rút bay cho bạn ở đây cross rate cứ miền rút bay cho bạn bay xe cái này đại dược đô la chỉ cầu đấy là chỉ cầu những mũi đô la cứ smart được buồn phản tiết mũi đô la có smart nâng sam buồn bạn mà là được cái này chẳng nói mà pin đấy smart này chẳng nói mà và chẳng nói mà buồn phản tiết và buồn phản thế HO cứ bị smart cho mũi nâng sam buồn THB và chẳng nói mà sân bây giờ trong bàn mùi riêng vinh smile bảo màn bàn mùi riêng mùi k và mùi k h o k h o chẳng cứ smile cho mùi nâng xàm sụp bún chạy cho mùi nâng buôn bọn buôn buôn bọn chẳng nói chứ t h b nó t h b thế nhé mà chẳng biết thử cho mùi nâng à rụt một môn dương bánh nộ rụt môn dương bánh cứ bà rụng môn dương bánh cứ currency B cứ smart nâng values of currency A chạy ơi values of currency B in đô la đôi kia nó đô la chỉ cổ đi currency B là lời khai dẫn tăng đòi lúc bây giờ bạn B cho smart nâng bà currency A chạy nâng currency B và chẳng ở rụng một trường mình nó cứ currency B smart nâng currency A in đô la chạy cho currency B in đô la chẳng đôi cái này lâu đó là dương không ai đi dương này chỉ B cho nhớ chúng ta đợi B chẳng B cứ smart nâng currency A A cứ thay bát chúng ta đợi A chắc chạy nâng currency B ní và chạy nâng currency B và chạy nâng currency B và cứ lùi thay và chẳng cứ dừng chạy mất cứ dừng khởi nhá dừng ai thiệp bán và dừng ai thiệp bán và dừng ai thiệp bán cứ sam sập bún và chạy chỉ mùi nước bún bón chẳng cứ sma nữa và chẳng mùi khmai riêng dương này cứ sma sôn chạy sôn sôn phải sập làm nó mùi và mùi kho cứ sma nữa sôn chạy sôn sôn và phải sập làm lấy thb thb nên cứ chỉ cross rate nhà tra khoai nhá từ lời đồng lại này tra mà tra khoai phần bây giờ trong ban chỉ lôi bà lôi bà với người ta lôi mà bát mà nâng phần bàn lôi khăm ai và dừng nó khăm ai dừng chứ có ban đôi khi nó dừng tiền là anh ấy mạnh nhẹ sợ mua là mạnh nhá chân nó mới và nó mới và nó mới mùi THB với THB chẳng cứ smile cho mùi nâng và cứ buôn bón riêng với và buôn bón KHO với KHO KHO chạy cho mùi nâng và xam sụp buồn mình và xam sụp buồn và xam sụp buồn và bài đặt KHO của bạn nó chạy được xam sụp buồn chạy mới chỉ lối KHO nó KHO nó chẳng và nó mới và nó mới mùi THB nhưng cứ smile cho mùi nâng và mà bát smile bằng màn lùi máy cứ và cứ buồn bón và chạy cho mùi nâng xam sụp buồn chẳng cứ xa mà nâng mà rồi đọng phớt chánh học buồn chất sập và mà rồi đọng phớt chánh học buồn chất sập và chỉ lấy KHO nên cứ bằng hai nhóm phí mà bằng hai nhóm phí cross rate và cross rate mình là mình rút bây cho bạn bấy xe như thế này đã dựng được là chỉ cốt là mình rút bây cho bạn phí xe như thế này tiền nên chẳng chẳng ai tiên tam sạm mạt bạn rồi mà đợt lá này lùi thì bán rồi mà đợt lá này bà cái đáp lại lùi nụ xe bàn nó cái đáp lại lùi xe bàn bà anh ấy cứ cứ bà chia bà cứ chia cross rate chain bà cross rate chain bà đại dương thôi cả kẹt nè mà thôi cả kẹt nè bà dương đừng ở miền là lùm hát bà là không cả kẹt nè từ lời mặt trạng thì cả này bà đầm lấy bà từ lời áp đáp đột lại tầng bay bộ phê nâng miền direct quotation miền indirect quotation hay là cross rate
mà quotation nâng ảnh nâng dương nâng miền thế xong mà bà chọc slide sân ná bà chọc slide sân bà dương chô từ currency futures and option market dương chô từ tiếp xa thà chìa tiếp xa bên khẳng mục này lúc bây giờ bán nâng tiếp xa option nâng option nâng option nâng bỏ thà chìa chùm rơ hữu gọi bỏ option đây a currency futures contract specify a standard values of a particular currency to be exchanged on a specific settlement date. Chẳng unlike forward contracts, however, futures contracts are sold on exchange. Chẳng ở đây này cái cập nhật này current for future contract và cái cạnh sản giá này atrap đồ prạ này lúc bây giờ bán về khẳng mục là nó dựng bộ một khẩu máy để bây giờ bộ thế dựng còn thả currency future contract cứ bỏ chạy ông phí đồng lấy chỉ tăng là muối này lúc bây giờ bán chạy lẹ mùi là tập bàn tinh lụa được tập bàn đổ nơi các bạn chạy tu toát chạy lẹ mùi như thế nào biết đây dựng tinh lúc bây giờ bán nâng ạ hỏi dựng cho con trà chỉ currency future contract nơi các bạn chạy là muối chẳng đoàn ngày nó cứ và miên atrap đô prạ chạy lẹ tạm đồ rồi họ đặt đồng lại rồi họ dự lối khả mai giới thiệu mùi đô la cho mùi đô la buôn bòn mà rối chẳng bà nơi bê nút bà cứ tới thì tu toát bà tu toát nơi đồng lại này exchange rate bà bản năng còn ai ta tạm còn ai đi bàn thì anh lái mà mình đôi giờ forward contract đấy là đôi giờ tìm xa cho forward thế cứ forward forward contract vì bên nào còn ai bàn tay vì biển nào có cái thợ bàn lụa tam thịp xa tam thịp xa đồ bạc nó tam thịp xa đồ bạc currency option contract bởi dừng dây bị currency option contract bên gives the right to buy or sell a specific currency at a specific price within a specific period of time they are sold on exchange to chẳng currency option contract với cái bàn đo được sân trong cả tính rồi còn lụa nơi rút bây giờ bán chạy lẹ muối là tình sân lụa rồi còn tính rút bây giờ bán chạy lẹ nà muối nơi đồng lái chạy lẹ muối thiệt nơi khăn ông lấy chạy lẹ nà muối chẳng như cầm nọt đồng lái không còn trả nâng rút sạch chế tức là chỉ cả cho cạnh sân nhà này cả tình lụa lùi nó bê khẳng mục được chứ nè nó bê khẳng mục hỏi bố biết cứ bà cứ ai lụ bán bà tam tìm xa bà ta mà ta đồ bạc phong đại nè chân một sân bà dừng dạy tới current tăng currency future contract tăng currency option contract tăng forward currency contract cứ sắp tay chỉ cả cho công tra trong cả tinh lụ lời nó chỉ muốn là ta đồ bạc nó chỉ muốn là ta đồ bạc nơi bếp khẳng mục tám lẽ khán lấy bộ phết mùi mùi nó tạo lẽ khán bộ phết mùi mùi ba mối tiếp cứ dừng dây ông pi euro currency market rồi có european money market nó tìm xa rút bây giờ bàn lùi euro là tầng này bảo biết cứ US dollar deposit place in banks in Europe and other continents are called euro dollars chẳng cả đã bình nhà dự lùi đô la nơi tình yêu kiếm xin xin nơi nơi tầm bọn Europe như là tầm bọn xin xin tiến nơi tuyệt xin xin tiến nữa cứ cái hai thà chỉ euro đô la lùi đô la để đạt nơi tập bọn Europe được gọi là xem xe tiết nhắn chí euro currency được gọi euro đô la hay là chỉ euro đô la in the 1960s and 70s the euro đô la market or what is now referred to as a euro currency market grew to accommodate increasing international business and to bypass stricter US regulation on banks in the US hay là tu sửa vật thì học tập này nâng chất sập nâng tìm xa euro đô la rồi có quay để bài trẻ bán này kia đó chứ một thà chỉ euro currency market nâng tập bàn thông thoát tập bàn cao là nửa lỡ tìm nửa lỡ ai chỉ bật cảm ổn đại chiến lỡ cả thủ chung mùi nhọn đại chiến hỏi đối miên cả cho lòng cắt cả thủ bình đất dạng tăng rắn bị bắt bệnh nhặt nơi xa rộn ảm rịch tạm tình yêu kia mùi mùi nơi ảm rịch nên chứ miên cả thủ bình đất bị ảm rịch nó đòi xa US cứ việc cục rong và từ lời xét cảnh phục lộn chắc chắn cái miền sật ẩm nái mà không cả trụ bình đất nó trụ bình đất nó không tình ý kiến được không ảm định hồi xâm rạp
cái đặc biệt là Amrit nó cứ vì over the world mà vì stir đại over the world là vì stir đại bên bị phục lộ chẳng cái miền ẩm nà chiên nó đời xa tại lúc bây giờ bạn bỏ kế và vì sai phía cực tiền lại The euro currency market is made up of several large banks called euro banks that accept deposits and provide loans in various currencies. Chẳng tìm xa euro currency nâng cứ tập bàn bắt cạt lại nơi tình này kia thông thông bay bốn đại khảo chúng ta chỉ euro bank mà chỉ euro bank đại được tua nơi bằng nhá nâng bắt đầu cầm cháy nơi rút bây giờ bàn xem xem tiền. For example, the euro currency market has historically recycled the oil revenues petrodollars from oil exporting OPEC ông cả hàng brain countries to other countries ví dụ họ tha tìm xa euro currency nâng ban từ lơ tu toàn từ lơ chấm nâu brain chấm nâu brain để cả làng vinh nâng hạ tạp petrodollar pi ca nom chanh brain như bị ông cả OPEC pi bật tê nom chanh brain tư bật tê xe xe điện nâng chẳng này tu toàn và đòi tìm xa euro currency market. The recent standardization of regulation around the world has promoted the globalization of the banking industry. Hay standard này bắt bệnh nhật bài trợ bán nâng mẹ trợ bạp bài trợ bán nâng nâng lời phục hợp lốt cư trợ bàn cục rong tờ lơ sẽ có lúc bình dịch cam này dù hạ cam tờ này kia xe xe nhá đời xa miền sẽ có lúc bình dịch cam nhưng và tờ miền bắt bệnh nhật xe xe cục rong tờ lơ bị xài tờ này kia. In particular, the single European Act has opened up the European banking industry. Ủa thì ở chi bị xe nó từ lưu dịch ở đây dùm rách chế single European Act nâng chế bạp nâng bạn bằng cát lá nằm bấy cực cực từ đó ủ xa hạ cam từ này kia nơi và ở rộp tầm đó. The 1989 Basel Accords signed by G10, central bank outline common capital standards such as the structures of risk weights for their banking industries. នៅក្នុងឆ្នាំ1988យោងតាមច្បាប់ Basel កិច្ចព្រមព្រៀង Basel Accord នឹងចុះហត្ថលេខាដោយធនាគារកណ្ដាល G10 ធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសធំៗទាំង10ហ្នឹងបានកំណត់នៅស្តង់ដារនៃដើមទុនមួយបានដូចជាកំណត់នៅរចនាសម្ព័ន្ធនៃទំហំឬក៏ទម្ងន់នៃហានិភ័យបាទសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគាររបស់គេមានកំណត់នៅហានិភ័យកំណត់នៅដើមទុនផ្សេងៗដើម្បីបង្ការនៅហានិភ័យណាមួយដែលកើតមានឡើងនេះជាច្បាប់ Euro currency market in Asia in some country in sometimes refer to separately as the Asian dollar market. អញ្ចឹងគេថាទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូហ្នឹងបាទ Euro currency market នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីវិញតំបន់អាស៊ីវិញពេលខ្លះគឺត្រូវបានគេចែកដាច់ពីគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាជា Asian dollar market វិញ Asian dollar market វិញ The primary function of banks in the Asian dollar market is to channel funds from depositors to borrowers. មុខងារសំខាន់នៃធនាគារនៅក្នុងទីផ្សារដុល្លារអាស៊ីមានថា Asian dollar market គឺក្នុងការភ្ជាប់នៅមូលនិធិពីអ្នកដាក់បញ្ញាទៅអ្នកខ្ចីតែអ្នកខ្ចីអ្នកសុំខ្ចីអ្នកភ្ជាប់ទៅអ្នកដំណងគ្នា Another function in is interbank and lending and borrowing ចឹងមុខងារផ្សេងទៀតគឺជាអន្តរធនាគារដែលមានការខ្ចីហើយនិងការឲ្យខ្ចីនិងការសុំខ្ចីណាមានការផ្ដល់កម្ចីនិងការបានទទួលយកកម្ចីនេះគឺជាទីផ្សារណាទីផ្សាររបស់ Interbank Interbank គឺអន្តរធនាគារភ្ជាប់គឺជាការតាក់ទងពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀតណាធនាគារមួយទៀតបាទយើងប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់ slide Euro credit market នេះយើងនឹងបន្តបាទទៅជាវីដេអូជាមេរៀនមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូជាមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា